về chính sách thanh toán của The Fairway Phú Quốc rất là linh hoạt và ưu đãi cho quý khách hàng trong giai đoạn bất động sản hiện nay. Nếu trong tình hình kinh tế lúc trước thì một căn hộ biển như vậy thì giá của nó trên dưới là tới 3 tỷ đồng. Nhưng trong giai đoạn này, chủ đầu tư đưa ra chính sách rất là tuyệt vời, chỉ có 1 tỷ rưỡi một căn thôi. Anh chị chỉ cần bỏ ra là 150 triệu, chúng ta sẽ ký được hợp đồng mua bán. Và sau đó, anh chị có thể trả trong vòng 2 năm, 3 năm hoặc là 4 năm tùy theo cái nguồn tài chính của mình. Như vậy thì mỗi tháng anh chị chỉ cần bỏ ra từ 15 triệu là mình đã có cơ hội sở hữu được một căn hộ biển Phú Quốc rất là đẹp. Và căn hộ biển thì nó sẽ tạo ra cái nguồn thu nhập thụ động hàng tháng cho mình luôn. Ở đây thì hàng năm có lên đến 5,5 triệu du khách hàng đến để tham quan du lịch, và chủ đầu tư sẽ vận hành cho thuê cho quý anh chị luôn. Như vậy là mình vừa sở hữu được một cái bất động sản mà khi mình đi du lịch mình có một cái nơi để mình ở, không cần phải thuê khách sạn, và hàng tháng thì cái nguồn tiền nó cứ chảy đều vào tài khoản của mình thì rất là tuyệt vời. Booking ngay anh chị ơi, chỉ có 15 triệu cho một booking mà thôi. Khi anh chị mình không mua nữa thì chúng tôi sẽ hoàn tiền ngay cho anh chị và không có mất phí gì hết nha.